Hello, mình đang ở nhà một người bạn. Là cây mít sai quá trời luôn nè. Đó, trái mít nè. Có một trái, hai trái, ba trái, bốn trái mít luôn. Và đây là chuối nè. Đó, chuối cũng đang có bẹ luôn. À, rất nhiều trái, cây ăn trái. Đây là cây nhãn nè, cũng ra bằng bông. À, cây xoài có Sao bên mấy kia không có trái rồi nè anh? mẹ? Sao bên Cây xoài có mấy có nhánh bông rồi nè. đậu Đó, cây không nào cũng phải? có trái. Cây này cũng bị chết nè, xong cái nó mọc nó lại. À, cây này có một trái nè, hai trái, ba trái bự, còn rất là nhiều trái nhỏ. Ngã. À, đây cái trái này giống như chín thôi hả? Đó là giống như nó chín rồi. Mít nè, thấy không? Cho mình. Cái lá sao nó bự quá nè. Và đây đây một cây mít nữa. À, mít ở dưới gốc luôn. Đấy, đã không? Có một trái nữa nè. Đó, nhà có 5 cây mít. À, 4 cây mít chứ. Nhà có 4 cây mít mà cây nào cũng đang có trái. À, đây nè, đu đủ. À, trái nào vậy đó, bự quá trời luôn. Đây là cây bơ. À, bông bơ quá trời luôn. Đây, cái vườn mãng cầu nè. Ở bên kia là một vàng thanh long và dưa leo. Ở đây rất là nhiều gà. Đang nuôi gà. Gà nó leo lên cành cây xoài nó ở. Vậy năm nay hết xoài anh rồi. Chuối nè. Cái vườn rất là đã. Có rong bồ ngót nữa nè. Có cá không mà si anh? Đây bèo dạt mây trôi nè. Lóc to lắm. Big ass lóc. Đâu? Đâu? Ok, thấy. It's very big. Which one did you saw, the black one? The black one, yeah. Yeah, oh, that vacuum cleaner. The vacuum cleaner? Yeah. Really? Như cái này các bạn nó mọc xem mấy cỏ không anh? Đó. Phải không? Cái này hay là về á, nếu mà muốn trồng á, cắt ngang lấy gốc trồng cũng được. Để nguyên gì đâu cũng được, có rẻ gì đâu cũng được à? Hả? Thì lấy cái ngọn để nấu nước uống. Có, em có thấy luôn. Cái buồng chứa sứ đây nè. Ồ thế à? Cái buồng đây là một già lùng. Ờ. Đây là một vàng lan nữa nè. Đó. Quá đẹp luôn. Đi. Đủ các màu sắc. Đi đi vào đây là như là đi về quê vậy đó. Đó. Rất là đẹp.